skin đẹp trai, người ta sáu muối nhìn nè, người ta còn có cả skin sống rồi. Ông có cái gì? Ông có cái gì? Ông nói tôi nghe coi. Hả? Nói tôi nghe coi. Vẻ bề ngoài quan trọng như thế sao? Dù ngày mai bao giông ngập trời. Chết đi cay ạ. Nhưng sao kết của ông xấu? Chỉ cần điểm nhân mỗi ngày, bạn có thể có được một lần quay miễn phí. Vậy thì hãy truy cập ngay shop healthteamff.vn với vòng quay idol có khả năng giúp bạn trúng hơn 5.000 kim cương. Wow. Và vòng quay phát lộc có khả năng giúp bạn trúng tới 9.999 kim cương. Wow. Và có rất nhiều trò chơi khác đang chờ đón các bạn. Vậy còn chừng chơi gì nữa, hãy truy cập ngay tại shop healthteamff.vn để có thể vừa trúng kim cương và có thể nhận được vòng quay miễn phí nha mọi người. Đấy, các bạn thấy không? Trời ơi, cái TikTok của tôi nó quá tuyệt vời luôn các bạn. Hỏi ca mua, em hỏi ca mua này, bây giờ vẻ bề ngoài quan trọng không? Hả? Vẻ bề ngoài tất nhiên là quan trọng rồi, với chị vẻ bề ngoài cực kỳ quan trọng luôn. Đấy các bạn thấy không? Nghe, dù nghe cái vẻ hư cấu thì thực sự là đã đúng là như vậy á các bạn. Ok, được rồi, bây giờ các bạn, bây giờ tôi qua cái TikTok đấy rồi, bây giờ tôi sẽ biến hình cho các bạn cùng xem nha. Ok, 3, 2, 1, action! Trời đất ơi, các bạn thấy không? Trời ơi, nó ngầu quá trời quá đất luôn. Ủa, Mui vừa làm gì vậy Mui? Trời, em nhìn ngầu quá trời luôn. Cái đấy là hoạt động của game đó em. Wow, trời, vỗ tay các bạn ơi, vỗ tay. Quá là ngầu luôn các bạn ơi. Ok các bạn, bây giờ mình với Mui sẽ chơi gọi là gì ta? Thôi chơi tự chiến cho nhanh đi ha Mui, ok? Ok. Ok các bạn ơi, chúng ta là vô trận, vô cái trận trước và cái trận đó hãm ơi là hãm luôn. Tụi tôi chơi mà sao bị giết hoài luôn. Trời ơi khổ lắm. Rồi mong là gặp được mấy chị em tốt. Hello. Thật ra là không phải chị em tốt mà là mong gặp được người gánh mình. Đúng rồi, gặp những bạn gọi là tay toa. Tay toa đây là gì? Là bắn súng phát nào trúng phát đấy. Đó, bắn headshot luôn. Đó. Tôi cần trận thanh niên tay to headshot. Ok. Đấy, ok. Rất tiếc không phải là chúng ta. Đúng rồi. Không phải gì ta. Thôi tôi sạp quá anh em à. Bây giờ tôi sẽ đi giết người đây. Ok. Mãi chưa là chưa thấy con mắm nào hết. Ủa đâu đâu. À, trong kia. Trời nó xa quá mấy má. Trong cái nhà kia luôn kìa. Kìa. Ui bồ mình bị đánh rồi. Bồ ơi bình tĩnh. Nó đâu vậy? Ủa đâu vậy? Ở ngoài. Ủa, bánh đâu ấy à? Ở trong nhà trước mặt luôn chị. Trong nhà luôn, trong cái nhà ấy luôn á chị. Trong cái nhà trước mặt mình luôn ấy. Rồi nó chạy bo kìa. Thấy không? Ui cái gì? Không thấy. Trời ơi. Trước mặt. Đây rồi. Ủa bạn rất là một. Bạn đang bắn chơi đùa mà. Đông đùa. Anh đi. Anh đù, đâu em ơi. Chị đâu? Sim ơi. Chị đâu? Chị đây. Nè. Ở đây nè. Con này cá cẩn thận. Bắn nó đi, đúng rồi. Bắn đi. À. Trời ơi, một đống nữa luôn. Trời đất ơi là trời, không sao các bạn. Trận này có khả năng thắng mọi người ạ. Có khả năng nha mọi người. Trời ơi, ê one way. Đây lại thua rồi. Khoan, tại sao lại cứ khổ M6 vậy? Tôi không muốn khổ này đâu. Mấy cái khổ này là khổ gì vậy? Cái gì vậy? Trời đất ơi, khổ này là bắn sao? Không biết luôn nhưng mà à, bắn từ, không sao. Khẩu nào, mình thấy khẩu nào. Cô nàng này vẫn nhảy các bạn ơi, ok, không sao cam ơi. Em tên chị. Tất cả mọi người tên chị. Nhưng mà không biết fan em có tên chị không? Thôi chị cố lên. Em tên chị. Với một người có khả năng gọi là ở gì ta, bắn súng headshot như chị. Em tên chị, cố lên chị. Ok. Đừng em ơi, đừng tên chị không có gì để. Ôi dưới kìa trời. Ôi cái gì đây? Ở dưới đó, nó vòng nhà mình, nó vòng nhà mình ở dưới. Trước mặt luôn. Bên này nè má ơi, bên này nè má ơi, má ơi. Đây, em bắn nó, chị cứ xử mấy đứa khác đi. Đằng sau nha, đằng sau mình có người nha, đằng okay, sau okay. Mình có người em nha. Ok, em thấy rồi. Đây. Sau nhà mình luôn. Bây giờ còn hai đứa. Đâu rồi? Đồng đội mình đứng yên này. Em cứ tiếp xuống. Cái trước mặt. À là cái nhà kia đúng không? Úi. Cái gì vậy? Ô, sao lại có địch ở nhà mình này?
Ờ có mà, nãy em thấy mà, nãy nó chui vô á. Trời ơi, sao chị không biết luôn á. Ê có khi nào bò vô không Cam ơi? Đây nó tình hình này nó hơi đáng sợ. Ở nhà, ở nhà mình. Ok em thấy kìa. Nó chạy qua kìa. Thấy chưa? Thấy chưa. Ấy, bên đây. Trời ơi, nhảy xuống gặp con quỷ này. Trời ơi, em chạy xuống sao? Em ơi. Xui quá. Ở dưới có người nha, cẩn thận. Hay quá mày. Rồi đợi con nhỏ kia ra cứu ơi. Trời. Oh my god. Oh my god. Con nhỏ kia mới có ra không? Chị nghe tiếng súng. Bạn muốn sao? Bây giờ các bạn muốn sao? Chị nghe thấy. Nhưng mà vấn đề là không bắn được. Thôi lên môi. Nó vào nhà. Như là bây giờ là 1-1 đúng không? Đúng rồi, 1-1. Gì đấy, gì đấy? Nó bắn súng tét đấy. Thế đúng không? Nó chạy bo chắc luôn. Chị tôi đó anh em, chị tôi đó nha. Anh em thấy chưa? Trời ơi. Chị không biết được. Trời ơi. Hai like quá chị ơi. Trời ơi nhìn là lé mắt luôn chị em ơi. Trời ơi nó hay quá. Trời ơi pha. Trời ơi chị tôi nha anh em, nhớ nha Cam Vui TV cho mọi người. Trời ơi hát rồi Cam Vui nha, có hết luôn. Đấy. Đấy có hết. Đó, ok. Trời ơi pha đầu tiên của anh em. Ồ theo cái không nắm được vị trí là mình có cái cơ chắc thắng chắc rồi. Theo góc này là có lẽ nó sẽ ở dưới kia. Nó kìa. Ở đâu góc nào ở đâu? Chị bạc luôn. Ok. Mày chết nè. Ok, một đứa. Ơi. Còn hai đứa nữa. Hình như chúng nó ở nhà hay sao ba? Có lẽ. Ơi một đứa. Ủa sao còn chắc đứa vậy? Ủa hai đứa cái gì đâu? Ủa cái gì vậy? Hình như là hai đứa ao rồi. Ủa gì vậy? À! Nó... À! Đau quá! Trời ơi! Có chị ở đây em ơi! Trời ơi! Vui định quá! Trời ơi! Trận này là có gọi là Cam Vui xem bay gánh rồi nha anh em! Trời ơi! Trận này là... Là gọi là tươi cười, cứ tươi cười rồi anh em ơi. Ôi mang tiếng quá ngại em ơi, ngại lắm. Không sao chị bắn giỏi là em khen à, trời ơi. Ok. Ok. Biết gì không? Hử? Chị đang bật mic trong game. À này chị bật. Và không tắt được nữa. Không hiểu sao mình bật lúc nào. Ồ nè em. Chị nói nếu mà mình bị làm ồn nhá. Ok. Rồi xong luôn. Ok. Giờ chúng ta sẽ đi tiếp anh em à. Trời ơi trận này là cái trận hồi hộp nhất các bạn ơi. Tôi biết là giờ 12 chị đem rồi tôi sẽ hú những con khùng với mọi người. Nhưng mà không sao. Có Cam mới gánh tôi rồi là tôi không sợ. Ok. Ui nó bắn gì vậy? Bắn gì đăng thanh vậy? Ui. Cái gì ghê vậy? Ui. Chị tôi. Đau quá. Đây em bấm đây. Nè. Ôi xong. Đây. Vào đây. Chết rồi. Ây! Cái gì vậy? Sao em không bật khiên lên? Em có khiên đâu. Chị sao không? Không có khiên hả? Đúng rồi, không có khiên. Rồi xong, hai đứa sát thủ quỳ ở đây luôn. Ê mà tính ra cái này không đúng nha, có một bạn AFK kìa. Oh no, mùi của tôi. Ok, còn bằng lên VIP thôi. Giờ lên kia. Phần lên VIP làm gì đây? Cố lên Linh, mình tin bạn làm được. Nó ở dưới chân á. Oh my god. Tôi nghe tiếng súng liên tục á mọi người. Nhớ đằng sau đó, kia trước mặt kìa. À, đặt bom keo, ghê. Hay. Ngồi bo vô. Bên phải, có người bên phải nha, có người bên phải á. Kìa. Cái quả máu này hơi căng nha mọi người, căng quá. Trận này căng. Căng rồi là... Oh no. Chết một kill luôn. Ok. Bên kia ghê quá trời luôn mọi người. Trời ơi. Không rồi các bạn ơi, Phong mình như bên kia ai cũng mạnh hết trơn. Có trời tôi sợ quá. Trời đúng rồi. Tại vì một phần nó không quen súng ba. Ủa không có súng chị thích hả? Không có format. Chị bắn format mà. Chị bắn format mà. Ôi. Cái súng mình nó cũng mất skin Hello Kitty là tôi mất tự tin rồi anh em à. Trời ơi. Khổ quá. Ok. Bây giờ cố lên mọi người ơi. À, không thể thua một cách dễ dàng như vậy được. Ok. Thì
tập quán nó cũng sẽ chạy hai bên thôi. Đi chung đi chung đi chung đi chung đi đi chung đi đừng đi riêng đừng đi riêng đừng đi riêng. Ok ok ok. Tập quán nó cũng sẽ ra đây thôi. Đâu vậy? Cái gì? À lên trong nhà trong nhà trong nhà. Bắn đâu vậy? Ở trong ở trong ở trong. Ở đâu ở đâu đó đâu? Không chưa chưa thấy chưa thấy chưa thấy. Ở ngoài ngoài kia ngoài kia ngoài kia. Oh my god. Ôi gì vậy? Ok 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 cẩn thận cẩn thận. Còn một đứa thôi cẩn thận nha mọi người. Oh no! Come on! Oh no! Simon! Đây đem ra đem ra đem ra đây. Nó đang hồi máu kìa. Kiểu Simon đi xem. Khải đang chơi gì? Ca ca. Bom keo hả? Bom keo bom keo. Chết rồi chết rồi chết rồi. Em hết máu rồi. Nó đang hồi máu ạ. Nó đang hồi máu ạ. Nó đang hồi máu ạ. Ok. Bo sẽ vô thôi, bo sẽ vô thôi. Chạy về đâu, chạy đường này, 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 chạy Sim ơi, Sim! Đây em! Oh no, chị tôi! Sim ơi, tại sao lúc này em không giết nó? Này! Rồi, rồi, giết nó! Mày, đại cô! Mày dám giết người tao hả? Là! Hay quá, Sim ơi! Hay quá, Sim ơi! Hay quá, ơi! Em hay quá! Ui, em cũng đã dũng cảm rồi! Oh my god! Mai thể sợ thật sự! Trời, tôi thể pha đấy mà tôi mà thất bại là chắc cao vui rồi! À! Chắc vậy luôn á. Chắc cao vui giết Sim quá. Không giết mình cũng tự giết mình luôn mọi người. Thật á, em không phải cũng tự giết em luôn á. Rồi, ok. Mua hết đủ rồi. Trời ơi, tôi sao tôi lạnh thông lưng quá mấy má rồi. Sao cái trận này kiểu tôi lần đầu tiên tôi tự chơi á. Tôi cảm giác sợ hãi quá mọi người. Đấy. Ui, nó chạy kìa ấy. Chị thấy không? Chứ chẳng lẽ trước giờ em không tự chơi hả? Không, tức là em không có chơi cận chiến tới mức như vậy. Trời ơi, em sợ lắm. Oh my god. Ok ok. Em đảm bảo của mình. Cái bạn số 4 này tự kia là tự chơi hay tự ấy gì rồi? Không có biết. Nhưng mà thấy bạn này xung pha. Kìa bạn Linh ơi, có một đứa chạy bên trái này. Có một đứa chạy bên trái, Sim ơi cẩn thận nha. Ok. Ui, sao bạn ấy chết rồi? Không, bạn ấy AFK không cần cứu đâu, không cần cứu đâu. À, AFK đấy. Kìa 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 bên trái kìa. Đâu đâu? Góc tít 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 bên trái này luôn á. Nó chạy vòng bo bên trái em cẩn thận nhé. Okay. Nó móc á. Nó chạy vô nhà vậy. Ngu. Xong luôn. Bây giờ còn là hai nữa hay gì đây? Trước mặt. Sim ơi, chỗ Sim đó cẩn thận. Ok ok. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy vị trí rồi. Đánh dấu kìa, đánh dấu kìa. Thấy. Em đang đi bộ vô, đi bộ vô. Cẩn thận nha. Ok ok. Đâu vậy? À đù, hay vậy? Nó nhảy xuống rồi hả? Nó ở dưới, nó ở dưới nhà em ạ. Nó ở dưới nhà em ạ, cẩn thận Linh ơi. Nó đối diện tường á. Thấy gì đâu à, ta? Mình có tự cứu mà ta. Nó vào nhà rồi, nó vào rồi, nó vào nhà rồi. Hay các bạn ơi. Ôi trời. Nó ở trong đó đây em. Ok ok ok. Giết luôn, giết luôn, giết luôn. Ok. Win rồi em ơi. Yes. Trời ơi, mừng quá. Thực sự đây là cái trận đầu tiên tôi đánh bằng sức lực của tôi đúng mọi người. Trời ơi, khóc quá. Oh my god. Trời ơi, tôi đúng quá anh em. Không phải mừng là sự. Từ từ để xem chị bao chị được bao nhiêu mạng. Chị được bao nhiêu mạng. 2.600 mạng. Nghe 2.000 mạng. Yeah. Oh my god. Trời ơi, tôi sốc tới chết luôn mọi người.
Ok các bạn ơi, thì chắc là video của mình như này thôi. Các bạn thấy như nào thì các bạn cũng đừng quên bình luận phía dưới cho tôi biết nha. Trời ơi, đây là cái trận đầu tiên mà tôi sang trận luôn mọi người. À, lên cấp 15 rồi nè. Yeah, mừng quá trời luôn. Lên cấp 15 là được đánh danh chưa? Em không có biết nữa, chị cứ thử coi. Chị thử coi được không? Rồi, để xem nào. Chờ một đúng bạn mời mình luôn, mình cảm ơn mấy bạn nhưng mà mình xin lỗi nha. Ok. Chưa được em ạ. Ok các bạn.